Chào mọi người nhé. Hôm nay mình quay với cái tủ lạnh Saneki, hay gọi là tủ kem. Này gọi là tủ kem đúng hơn. Một ngăn đông, ngăn mát. Cái tủ này thì một đông một mát, nhưng mà cái tủ mà đông hết thì nó cũng giống này thôi. Mình quay chia sẻ với cái kinh nghiệm cân cáp. Đây là cái tủ mà xài ga 600. Đây có cái model này mọi người. Model là VH365V2. Tủ này là tủ ống nhôm. Một mát một đông, nhưng mà cái đời này đời cũng hơi cao rồi, đời xảy ra 600 rồi, lốc nó xảy ra 600 rồi. Đời thì đời cũ thì giờ lốc nó xảy ra 134, nhưng cái này là xảy ra 600 rồi. Thì đối với một ga 134 á, mà lốc tốt á, tủ zin á, thì áp suất nó tầm 220-230. Và cái cáp này, cân cáp là gì, là khi mình cân cái áp lực hơi nén qua phin, qua dây ống mao hay là còn dây có áp về, đừng về hồi về, mình đừng hồi về, mình thả trống lên nhá. Mình hàn cái đường ở cái phin lọc lên, thì có hai cái đường ra, mình hàn một đường vào dàn nóng đẩy lên, một đường mình hàn vào cái ti sạc và mình gắn lên đồng hồ, khóa đồng hồ lại thì cái cáp nó lên. Cái này cáp nó chuẩn khoảng tầm hơn 300, tầm 325 đến 350. Này cái này lúc mới này. Cáp nó áp suất nó khoảng tầm 340 taxi. Đấy. Đấy là mình chia sẻ với kinh nghiệm mà cân cáp, thì đối với cái lốc yếu hơn thì mình có thể tăng thêm cáp hoặc là cắt cáp bớt đi, lốc khỏe hơn thì tùy, nhưng mà cái áp suất này là chuẩn. Còn nữa, cái này nó hay bị xì ở chỗ cái đường điểm tiếp xúc nhôm với đồng. Mà nhôm với đồng của tủ này nó nằm ở ngăn mát, ngăn sâu hơn là ngăn mát. Đây ngăn mát này, thế nằm ở điểm này này. Ở điểm này thì mình thục tối quá nên bình không rõ nhé. Đây bình rõ không thấy. Đây, cái này là mình xử lý tủ người ta, khách người ta thối đây, người ta yêu cầu xử tạm thôi. Nói chung là xử lý dùng tốt, nhưng mà nó hơi thô cái này, nhưng người ta vẫn bảo không sao. Thì ok, mình làm luôn, khỏi phải đục tủ ra làm phức tạp. Cái này xử lý nhanh. Đấy. Thì đấy là mình chia sẻ cái kinh nghiệm cân cáp với cái tủ này là 600, tủ hay gọi là tủ đông. Ok mọi người nhé. Ơi, nghe đây.